cái này nó hơi nghi nghi. Cứ để đấy đã. Ta sẽ cứ viết lệnh và đã rồi ta sẽ chỉnh sửa sau nhá. Bây giờ khi chạy game thì nó sẽ như này. Chưa có gì cả. Chưa có một cái gì cả. Chưa có một cái gì cả. Nghĩa là nó chả chuyển động gì cả. Giờ ta sẽ viết game cho nó, viết lệnh cho nó. Thêm một thư mục mới ở trong cái phần asset. Thêm một thư mục mới. Thư viện này, à cái thư mục này nó sẽ là câu lệnh. Đấy, các cái file câu lệnh nó sẽ nằm ở đây. Ta có thể tạo một cái file script C# ở ngay trong này nhé. Nhưng mà tôi sẽ không muốn kéo dài thời gian. Tôi không muốn là tôi phải làm qua hai bước. Thì tôi sẽ nhấn vào luôn. Nhấn luôn vào cái khối SC này. Add cho nó một cái new script. Đặt tên cho nó. Ở đây là điều khiển. Điều khiển. Để nó sẽ điều khiển các cái khối hộp này. Đó. Để điều khiển các khối hộp này. Đây, script nó đây. Kéo nó vào trong cục phần câu lệnh. Cái phần thứ hai là cái nền game. Nền game ta cũng tạo cho nó một cái script. Nhấn vào đây. Vào đây. Tạo nó là xin lỗi, sao lại mình hiện nhấn vào kia nhỉ? No, no, no. Vào cái biên giới này chứ, quên mất. Vào biên giới, nhấn vào biên giới. Chọn new script. Đây là biên giới. Rồi. Kéo cái biên giới vào đây. Đó. Câu lệnh của chúng ta bắt đầu rồi. Câu lệnh chúng ta đã có hai script. Giờ ta sẽ viết câu lệnh cho từng script một. Cái đầu tiên là cái điều khiển. Ta lấy cái biên giới là ta định nghĩa. Ta định nghĩa cho cái game biết là cái biên giới của chúng ta được đặt ở đâu. Chọn vào cái biên giới này. Nhấn kép chuột. Để mở Visual Studio lên. Khi nhấn vào Visual Studio thì nó sẽ nhảy vào trong phần C# luôn cho chúng ta. Đó. Đây là màn hình của C#. Màn hình C#. Ở đây người ta đã tạo cho mình một vài cái hàm này. Không cần nữa, bỏ đi. Không phải không cần đâu, mà chúng ta sẽ cần. Nhưng mà hiện tại bây giờ ta chưa cần. Tôi bỏ đi ạ. Trước tiên là ta phải định nghĩa cho nó biết được rằng là chiều ngang là 10, chiều dọc là 20. Vậy thì ta sẽ tạo cho nó hai cái thuộc tính. Hai thuộc tính này ta cũng nên để cho nó một cái từ cái từ khóa status, statics, vì nó là cái viền, số lượng của nó là số nguyên, ta sẽ chọn nó là số nguyên. rộng lưới, lưới rộng, lưới rộng. Nghĩa là chiều rộng của lưới đó là 10. Palette tiếp này. Static.
lưới cao, rồi chiều cao của lưới là 20. Rồi tiếp theo nữa thì ta ta mới như này thì là nó chưa hiểu được, nó chưa hiểu được nó là chúng ta chưa hiểu được, nó chưa hiểu được cái gì cả, nó chưa có định nghĩa gì vào đây cả. Nên chúng ta sẽ phải cho nó biết thì ta phải làm thêm một cái thuộc tính nữa cho nó, thuộc tính thuộc kiểu bool để chúng ta kiểm tra xem là đâu là viền. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói là rộng mới cao kia, nhưng mà chúng ta chưa biết nó viền nó nằm ở đâu thì chúng ta phải kiểm tra xem nó còn ở trong lưới hay không, còn trong lưới phải thêm vào cho nó một cái vector, vector 2 kiểm tra nào. Bây giờ thì nó sẽ trả về cái gì, return ạ, trong cái hàm này một cái biến sự thực kiểm tra xem là chiều x có lớn hơn bằng không không, và kiểm tra tiếp và kiểm tra xem cái chiều x này có nhỏ hơn cái chiều rộng của lưới không. Đấy. Lưới rộng kiểm tra xem nó có, và kiểm tra nữa là kiểm tra cái kiểm tra xem là nó đã xuống đến cái phần này chưa, phần đáy chưa, thì y nó sẽ ở đây sẽ là bằng không thì nó là xuống đáy, nên ta sẽ kiểm tra xem mở ngoặc thì kiểm tra chấm y có lớn hơn hoặc bằng không. Ta sẽ kiểm tra như vậy. Nếu như mà tất cả cái này nó thỏa mãn thì có nghĩa là nó vẫn còn trong lưới. Còn nếu mà cái những điều kiện này không có thỏa mãn nữa, nghĩa là nó đi ra khỏi cái viền khung hình này rồi. Nghĩa là cái chiều x này nó có là bằng không không? Đây cái phần này là phần bằng không này, có x này. Và ra đến đây, phần này là phần số 10 đúng không nhỉ? Từ x bằng 0 nhân đến đây x bằng 9. Nếu mà nó còn nhỏ hơn trong cái khoảng này thì có nghĩa là vẫn còn trong lưới. Còn khi nó xuống đây thì y lúc này sẽ bằng 0, y nó bằng 0 có nghĩa là đây là đáy. Đáy rồi thì có nghĩa là nó đã ra mất khỏi đáy. Nên cái phần bên trong này là phần còn trong lưới, đúng không? Đấy, ta trở về như vậy. Xem vào là ta gộp một cái vector nữa nhé, gộp một cái vector để tí nữa chúng ta sẽ sang cái phần điều khiển này. Chúng ta sẽ gọi cái phần gộp vector này nhé. Public cái vector hàng row đi, cái hàng row, một cái hàng row nó chọn nhận giá trị vector làm tròn này, là vector 2 vector cái này nó trả về cái giá trị return lại cái giá trị như vector là phép toán là làm tròn này, phép mát là phải chấm làm tròn cái giá trị trục x vector x và làm tròn
đặt từ trục y. Cái này nó có cái nhiệm vụ là nó sẽ tạo một cái vector. Cái này nó có nhiệm vụ chỉ là tạo một cái vector hai chiều thôi để gộp vào. Chúng ta sẽ kiểm tra nó còn nằm ở trong lưới hay không. Thả lưu vào đã. Ta sẽ về đây, về phần điều khiển này, nhấn kép vào nó để nó nhảy vào trong SISA. Ở đây thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ phải điều khiển nhiều bước. Bước thứ nhất là kiểm tra xem là cái khối hình này, kiểm tra xem cái khối hình này nó còn nằm ở trong khung lưới này hay không. Đấy. Kiểm tra xem nó còn nằm trong khung lưới này hay không. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem là người dùng người ta gõ cái phím nào để điều khiển nó. Giả sử ta sẽ có phím mũi tên xuống thì cái này nó sẽ chạy xuống. Khi gõ mũi tên trái thì nó sẽ chạy sang trái. Gõ mũi tên phải nó chạy sang phải. Đấy là các cái sự kiện của bàn phím. Các sự kiện của bàn phím. Khi ấn nút mũi tên lên thì nó sẽ quay cái này 90 độ. Đúng không nhỉ? Mỗi lần gõ thì nó sẽ quay thành là 90 độ. Tôi sẽ gọi cái bàn phím lên. Mình sẽ gọi cái bàn phím lên để các bạn dễ hình dung nhé. À thôi, tí nữa viết câu lệnh xong rồi tôi sẽ bật bàn phím ảo lên nha các bạn. Này chỉ cần bỏ đi. Thì đầu tiên thì ta phải tạo một cái kiểm tra sự kiện ấn phím. Kiểm tra sự kiện ấn phím. Kiểm tra nhấn phím. Kiểm tra nhấn phím. Xem người ta nhấn phím gì thì ta dùng nó, thì ta sẽ phải có sự kiện đó. Tôi sẽ tạo thêm cho nó một vài cái sự kiện, viết luôn ở bên ngoài đi. Sự kiện là chả cần voi cộng đồng. Mũi tên lên trái trước. Mũi tên trái bảo mà nhấn mũi tên trái thì rồi tí nữa viết lại tiếp nhé. Tạm thời tạo hết nữa. Mũi tên phải tạo cho nó các cái sự kiện. Mũi tên lên tên xuống. À hết rồi. Không chọn thế nữa. Đây là sang trái. Sang trái. Sang phải. quay và xuống, rơi xuống. Bây giờ không phải ta chỉ làm có thể sử dụng các phím mũi tên mà ta có thể sử dụng các phím WASD đúng không nhỉ? Ở trên bàn phím
Bình thường bây giờ người ta chơi game, người ta thường hay sử dụng cái phím là W để chỉ là hướng lên trên, A thì sang trái, D thì sang phải, S xuống dưới, đúng không? Chứ không nhất thiết là người ta phải sử dụng các phím tên. Cho nên là tôi sẽ chuyển nó sang như này, để ở đây các bạn có thể là sử dụng các cái sự kiện nhấn phím khác đi nhé. Bây giờ ta sẽ viết cho nó là sang trái. Sang trái thì chúng ta nhìn đây, đây đối tượng chúng ta đây, đúng không nhỉ? Mỗi lần nhấn sang thì cái trục này nó sẽ tăng lên. Nhấn sang trái thì trục này sẽ tăng lên. Nên giả sử tôi tăng lên 7 thì nó nhảy, à lên 6 thì nó nhảy sang bên trái này, 7 nó nhảy bên trái này, đấy, 9 nhảy bên trái này, đấy, giả sử thế, đẩy 5 lên, đấy. Về âm thì thằng này nó sẽ nhảy sang bên phải, đấy. Còn thằng này thì nó cũng vậy, âm ở chỗ Y thì nó sẽ tụt xuống dưới. Là còn 19 chẳng hạn, đấy là tụt dưới. 18 chẳng hạn, tụt dưới. 17, 16, 15, đấy. Nó tụt xuống dưới. Có hiện về 1, 1 thì nó xuống dưới này. Đấy. Về 0. 0 nó xuống sâu thế. Sao nó xuống sâu thế này? Thì ta kiểm tra nhá, có vấn đề ở cái chỗ này đấy, xuống không mà lại như kia là chưa đúng rồi, chưa đúng rồi, chưa đúng rồi. Có nghĩa là cái nền này là có vấn đề đấy, cái nền màn hình này là chưa, tôi làm chưa chuẩn à, cái đề đấy giải quyết sau nhá. Rồi bây giờ cho nó về 20 đi, tạm thời thế. Tiết ta sẽ xử lý cái thằng nền sau. Các bạn hiểu rằng là cứ xuống thì cái chiều y này nó sẽ giảm xuống. Sang bên này, sang bên phải thì cái này sẽ tăng lên. Sang bên trái thì cái này sẽ giảm xuống. Đây, giả sử. Đấy, sang bên trái nó giảm xuống. Sang bên phải thì nó tăng lên. Đúng không? Rồi, bây giờ ta sẽ phải viết cho nó, một lệnh cho nó. Sang trái thì nó giảm xuống. Sang trái thì nó giảm xuống. Vậy thì transform. Thế này, ta sẽ gọi cái này này. Transform à. Và trong cái transform là có cái position này, đúng không? Chấm position. Ở đây nó có các chiều x, y, z đúng không? X, y, z thì ta sẽ tăng cái chiều x này lên. Nên ta sẽ phải tăng cộng đây ta vector 3 1 7 0 0. À, sang trái thì trừ đi. Trái trừ đi. 1,00 rồi. Nhưng mà xin lỗi, đây là new vector, không có new thì không được. Nhưng mà nếu mà nó cứ sang mãi thì không được, nó sang mãi thì không được. Bây giờ ta sẽ có cho cái thủ tục, à, cái sự kiện này nó chạy này. Thì bỏ tiếng Việt. If kiểm tra input, input gọi hàm ghép, gọi cái hàm ghép key down này, mở một cái code. Giả sử là left lại sang trái và left left
Nhấn sang bên trái. Nếu mà chúng ta nhấn sang trái thì nó sẽ gọi cái sang trái. Rồi. Ta sẽ viết thêm vào cái thằng update này cái sự kiện nhấn phím của nó là kiểm tra phím nhấn. Rồi. Kiểm tra phím nhấn. Chạy thử nhé. Sang trái đấy. Ôi nhưng mà nó vượt qua cái khung này rồi đúng không? Nó vượt qua cả cái khung lưới rồi. Vậy ta phải kiểm tra xem nó đã vượt qua khung lưới này hay chưa. Chứ nếu mà nó để nó vượt qua khung lưới rồi nó cứ chạy đi mất tiêu thì không được đúng không? Thế thì ta phải kiểm tra xem nó ở đây. Kiểm tra vượt biên nha. Thuộc cái dạng bool bởi vì ta đang kiểm tra xem đã vượt biên hay chưa. Chọn hàm bool. Hàm bool. Kiểm tra vượt biên. Thằng nào vượt biên ông bắt. Vượt biên chưa? Rồi. Hôm nay ta sẽ gọi. Ôi xin lỗi. Bập bập bập. Quen Java, quen Java. Quen Java. Rồi. Kiểm tra xem nó đã vượt biên chưa? Ta sẽ phải tạo một cái hàm. Trước tiên là ta phải kiểm tra cái đối tượng này nè, cái game object này. Đó. Ta kiểm tra bằng cái game object đấy. Nên ta sẽ gọi cái hàm for x này. Được. Để đếm cái khối hộp này, xem các cái chiều hai cái dọc ta sẽ đã được chưa. Nên ta sẽ dùng cái hàm này để mình gọi nó transform của cái đối tượng game object nên ta gọi là khối gạch. Khối gạch kiểm tra khối gạch này nó có còn ở trong khung lưới hay không. Ta lấy cái hàm vector 2 tích chữ kiểm tra bằng gọi cái hàm biên giới chứ sao, à gọi cái biên giới này sao là kiểm tra. Rồi, cái xem nó kiểm tra nó còn nằm ở đây không, gọi cái thằng biên giới sao vị trí của cái thằng khối gạch đó để kiểm tra. Nếu như mà cái thằng khối gạch này dưới này kiểm tra thì còn trong lưới, xem nó còn trong lưới không, kiểm tra xem còn trong lưới không với cái thằng kiểm tra
còn trong lưới không? Nếu còn, à nếu mà không còn, trả về. Còn lại trả về là, nếu mà là sai thì nó trả về sai, return sai. Đó. Phải. Còn lại là trả về đúng return true. Rồi. Ra xem kiểm tra biên vượt biên. Bây giờ sẽ về đây là kiểm tra nó vượt biên hay chưa. Bây giờ nếu mà nó không còn nằm trong lưới, nó khác kiểm tra vượt biên, không còn nằm trong lưới thì lúc này transform chính position sẽ cộng bằng new vector. Lúc này cái thằng này nó sẽ không được trừ đi nữa, mà lúc này nó sẽ phải là tăng lên một. Vector là tăng lên một, phải không? Không, nó đều bị lên. Khi sang bên trái mà nó đến đến biên cái gì đây, là lỗi gì đây? Lỗi gì vậy? Kiểm tra vượt biên có gì mà lỗi? Lỗi linh tinh. Kiểm tra nếu mà vượt biên rồi thì không được nữa. À rồi đây, rồi ta sẽ chạy thử này, chạy thử này, tưng 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 đó, vượt biên rồi thì không được đi nữa. Đúng không? Giờ ta sẽ làm tiếp luôn ở cái sang phải. Copy cái xuống đây. Cái này bây giờ nó phải tăng lên, tăng lên là một. Và khi nó chạm biên thì nó không được tăng lên nữa, đó nó chỉ một. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Sang phải. Copy cái này cho nó an toàn. Nếu mà input chấm gạt dao kỳ cột chấm try thì sang phải. Đó. Cái này ta không cần nữa, bỏ nó đi, viết trên một dòng nhìn trên nước ngưỡng mắt. Trên sàn mình cho đỡ ngứa mắt. Giờ sang phải, quên nó mặc mà ngoặc nữa. Sang phải bây giờ xuống dưới và quay 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 quay. Khi ta nhấn mũi tên lên thì nó quay, quay thì ta sẽ gọi vào cái hàm, gọi cái thằng transform này với cả cái thằng này rotation này để quay cái trục Z này. Thế thì bây giờ ta sẽ viết cái quay. Đấy. Nếu mà nhấn mũi tên lên thì transform chấm quay không không 90 độ. Quay 90 độ. Rồi.
cây này này, tiếp ta sẽ lấy một cầu này đây cho nó nhanh. Đây là up, đây là quay. Rồi chạy thử, các bạn sẽ thấy ngay. Quay quay quay, ôi à, được rồi, ok, quay quay quay, ôi quay cả ra ngoài, quay 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 lại quay ra ngoài, quay 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 quay, ờ quay ra ngoài nhá. Không được, quay ra ngoài thì không được, ta vẫn phải kiểm tra cho nó một cái, vẫn phải có hàng kiểm tra đấy, khác kiểm tra vượt biên à, nếu mà đã vượt biên rồi thì ta sẽ không cho nó quay nữa. Transform chấm không phải không phải âm 90 rồi hết, được quay xem nào, kiểm tra luôn, quay 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 à, xem này vượt biên không quay được, quay đi không quay đúng không, xem này vẫn quay đúng không, vẫn quay được, vẫn quay được, quay được, quay 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 không được, quay hết quay rồi, đây thì quay, đây vẫn quay được, quay được, quay được, như này thì không quay được, à. Ok, bây giờ ta sẽ làm cái phím xuống, làm cái phím xuống, làm tiếp cái phím xuống. Rơi xuống à, rơi xuống thì nó lại cộng cái chiều à, trừ cái chiều y transform chấm axis cộng điều bảy tư ba mà hoặc không phải trừ một phải không chấm phải, cũng vẫn kiểm tra sự kiện có ở này, vẫn kiểm tra sự kiện nếu mà vượt biên thì cái thằng này nó sẽ cộng một, à quên rồi, cộng một bỏ đi là dương rồi, kiểm tra lại chạy thử tiếp này, xuống 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 ơi xuống ăn à, hỏi đâu mà nó xuống đi cho à, input rơi xuống, ta chạy thử cho xem luôn, rơi đen 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 quay 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 đen đen đen, ồ cái này thì ta phải sửa lại cái này nhé, bởi cái này nó chỉ quay được 90 độ thôi, nó không thể quay được 180 độ như này, nếu quay 180 độ này thì nó sẽ rất là không chuẩn xác. Đấy. Mà nó chỉ được phép quay 90 độ thôi, bởi vì là quay nữa thì nó vẫn cứ giống như vậy, nó vẫn cứ quay chồng này, nó chỉ cần quay 90 độ thôi,
không, cái trục này, nó cái trục ở giữa này này, cái trục này này nó cứ đứng im, nên là nó sẽ rất là buồn cười. Nhá, các bạn thấy nó buồn cười, nó không chuyên nghiệp, nó không chịu hiểu. Sang sang thì ta sẽ phải làm cho cái thằng này nó chỉ được phép quay 90 độ thôi, không thể cho nó quay 360 nữa được. Xuống 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 sang 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 xuống xuống lệch nhá. Như vậy là cái nền của chúng ta bị lệch, thì tôi sẽ sửa cái nền, thì cái nền bị lệch lắm. Và chúng ta thấy ta đã kiểm tra rồi, vì là ta quay nó chưa không chưa chuẩn, ta quay nó 90 độ thôi thì nó không bị xuống, không chuẩn rồi. Do chúng ta quay nó 90 độ, cũng do chúng ta quay nó 360 thôi, không vấn đề gì, sẽ xử lý được cái này. Bây giờ nó chưa tự rơi được, chưa tự rơi được, giờ nó phải tự rơi được xuống xử lý luôn. Cái hàm là cho nó tự rơi ở trong phần rơi xuống này. Khi nó rơi xuống thì ta sẽ phải có một cái tốc độ cho nó. Trò chơi này là nó cứ nó phải có một tốc độ, và các khối gạch nó sẽ rơi theo cái thời gian đấy. Mà sau này ta viết kia ta lên được cái level đúng không nhỉ, khi cấp độ nó cao lên thì tốc độ của trò chơi này nó cũng cả phải nhanh hơn. Vậy bây giờ ta sẽ phải viết tiếp một cái thuộc tính đầu tiên là thuộc tính rơi xuống của cái khối này, nghĩa là cái thời gian nó rơi xuống, thời gian nó rơi xuống. Giả sử như vậy, khi ta nhấn phím xuống thì nó phải có một cái biến để nó lưu trữ, nó phải có cái biến để nó lưu trữ cái thời gian mà mình vừa ấn xuống này. Đấy. Đấy, lưu trữ được cái thời gian mình vừa nhấn xuống này, chứ không nếu không thì mình vừa ấn xuống nó lại cái thời gian tích tắc ấy, nó lại nhanh quá thì nó lại trượt xuống thêm cái nữa thì không được. Nó mỗi một lần xuống như này thì nó phải cộng, nó biết được rằng là cái khoảng thời gian này cho đến lúc nhảy xuống lần nữa, nó tự động nhảy xuống lần nữa thì nó sẽ phải tăng lên là 1 mm, à 1 giây. Ta sẽ làm viết luôn cái câu lệnh này nhé. Tiên ta phải có biến là lưu trữ được cái thời gian cái phím ấy, nó khi mình nhấn phím này của cái khối gạch nó rơi này. Khối gạch, bằng lúc bắt đầu nó khởi tạo nó sẽ, khối gạch nó sẽ bằng không, nghĩa là thời gian nó của nó là bằng không. Phần loạt thứ hai, ta sẽ cho là vận tốc hay là tốc độ chơi. Rồi, tốc độ chơi bằng một, đó là có nghĩa là bằng 1 giây. Rồi. Bây giờ thì làm sao? Bây giờ thế nào? Có tốc độ rồi. Bây giờ ta phải gọi cái hàm tham. Cái lớp tham của nó. Vào đây. Rơi xuống. Khi nhấn phím mũi tên xuống hoặc là thời gian nó trôi qua, đúng không nhỉ? Thời gian nó trôi qua. Tham chấm tham
trừ đi cái thời gian mà cái cục gạch nó rơi xuống, cục gạch mình vừa biết là cục gạch, khối gạch trừ đi thời gian khối gạch rơi xuống mà nó nhỏ hơn tốc độ, nhỏ hơn tốc độ thì bây giờ nó lớn hơn, cái khoảng thời gian này mà lớn hơn, nó nhỏ hơn thì nó vẫn tiếp tục nhảy, nó lớn hơn, nó nhỏ hơn thì nó không nhảy, mà nó lớn hơn thì nó sẽ nhảy, lớn hơn cái tốc độ trò chơi thì nó sẽ nhảy xuống. Và cái này ta sẽ khi mà ta nhấn phím rơi xuống thì nó sẽ lưu trữ cái thời gian mà nó vừa rơi, đúng không? Cái khối gạch nó sẽ lưu trữ lại cái thời gian mà vừa rơi xuống thang chuẩn thang. Em đúng rồi. Đó. Cái thằng này lưu trữ lại cái thời gian mà nó vừa rơi xuống. Và cái thời gian trôi qua nó sẽ trừ đi cái thời gian mà nó vừa rơi xuống mà nó lớn hơn cái tốc độ trò chơi, có nghĩa là lớn hơn 1 giây, thì lúc này nó sẽ tự động rơi xuống. Ta sẽ chạy thử. Rơi rơi đó, đã rơi xuống rồi nào, xa 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 xa, cái nền củ chuối mà kia tôi sẽ xử lý cái nền này, nhìn cái nền ngứa mắt quá rồi, khi nó chạm đáy thì nó không được phép rơi xuống nữa. Đây ta chỉ là làm thử thôi, nên là ta thử để điều khiển nó thôi, chúng ta chưa làm cái gì to tát cả. Bây giờ thì ta sẽ bỏ cái khối này, bỏ nó đi, và ta sẽ ép cái điều khiển này vào tất cả các cái vật mẫu ở chỗ này, ngoại trừ cái biên giới. Biên giới thì chúng ta đã ép cái thằng biên giới, ta ép cái thằng biên giới này vào rồi, ta không phải xử lý, không phải xử lý cái thằng biên giới nữa, đây cần xử lý cái này thôi. Nhấn vào khối Y, chọn ép, chọn ơi tôi đang đi mà. Cái gì nhỉ? Điều khiển à. Đó. Thằng này cũng vậy. Đó, mà điều khiển. Thằng này cũng vậy. Này cũng vậy. Đây là khối gạch. Đây là tốc độ khối gạch. Đây là biến giá trị ở thằng khối gạch này, ta không cho nó ra nữa. Bỏ 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 bấm nick đi, bỏ bấm không cho nó ra vào đấy làm gì, ta chỉ cần để mỗi cái thằng